khiển cho Marvin Office trong cái vấn đề đầu tư, cho nên là tập đoàn đã quyết định đầu tư cũng khá lớn, lên đến hơn 80 triệu đô la tại Nghệ An. Trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy và cũng như là trong quá trình nhà máy đi vào hoạt động thì cũng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện địa phương, các cấp ủng hộ công ty là rất nhiều trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề khiếu nại của người dân và cũng như là ủng hộ tất cả các cái chế độ chính sách vấn đề đầu tư. Thì có thể nói là những cái đóng góp cho cái công tác đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua các cái kỳ hội nghị này là một cái thắng lợi vô cùng to lớn. Và kỳ này là kỳ thứ 10 thì tỉnh cũng vừa là tổ chức hội nghị gặp mặt nhà đầu tư, nhưng cũng là qua 10 năm để chúng ta đánh giá nhìn nhận lại cái hiệu quả, hiệu ứng của các cái kỳ đó, kỳ tổ chức hội nghị đó đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.